đúng rồi. Cái này cái mắt cũng mới làm lại về. Thầy nhớ mình định đưa vô này. Thầy khỏe không thầy? Khỏe. Ở đây YouTube đông quá. Thầy à, hôm nay có gì à, không thầy? Có lời nói gì không thầy? Thì hôm nay rất vui thấy lớn lên thầy. Nghệ sĩ ưu tú đi đã to lên chưa bộ? Đã qua đời nhưng mà rất là nhiều fan hâm mộ và các YouTube cũng đến ủng hộ lấy thông tin. Thì hôm nay chia buồn cùng gia đình, hôm nay thì rất là thấy rất là nồng nhiệt. Chia buồn cùng gia đình với nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú, người tài giỏi của Đắc Việt, là một người đã cống hiến cuộc đời mình cho xã hội quá. Hôm nay chúc tất cả mọi người ai cũng đều có một cái sự lòng kính và để thân phụ thầy vô cả nhà. Rồi cho vô đi. Vô đi, vô đi. Cho thầy vô đi, cho thầy vô đi. Thầy đi từ từ thôi thầy, thầy ơi, thầy đi từ từ. Bữa nay thầy sợ bị đánh không thầy? Ai đâu mà đánh. Thầy sẽ chiều cho thầy ăn thịt chó chứ thầy. Trời ơi, thôi đừng bảo ra cái vụ đó đi. Thầy đi luôn. Ăn uống gì. Ô, nên thầy đẹp quá. Vô đi. Thầy đi, thầy đi, thầy đi, thầy đi. Thầy đi từ từ thầy ơi đi. Thầy đi từ từ thầy đi từ từ thầy tặng mới từ từ sư phụ ơi. Ôi thầy thầy ơi trời ơi anh ơi thầy ngọc ca tỏ trọng cho sư phụ con không có cứu sư phụ đâu này đẹp quá đã hung luôn rồi sư phụ. Sư phụ bữa nay hiền quá ta, bữa nay men dữ thầy. Sư phụ bữa nay hiền quá thầy, hôm nay có hung dữ không thầy? Sư phụ khỏe khỏe. Sư phụ vô đường thì vô nó ai biết nè sư phụ. Thôi mọi người đừng có nảy ra cái từ mà. Quẹo quẹo trái nha sư phụ, quẹo trái sư phụ ơi. Trời đông quá. Quá trời ơi.
Không, không dám nhận. Hello tất cả các tình yêu nha. Chị đại diện chị nói đi. Hôm nay là Phương Nguyễn và đội bóng đại diện cho chị ấy xung minh nước ngoài đến đây là những chiến đấu cho anh nằm giữ lịch. Quá trời ơi, không chắc về chưa hay là xa nữa chưa? Bây giờ tụi chị đi qua quán Kim Tử Long. À, qua quán Kim Tử Long ủng hộ. Wow. Thì mình đeo dạng vậy không có sợ bà con người ta ấy không? Không. Mấy thế này mới đeo mình quen à. Vậy hả? Mình đeo một sợi mà nó sợ bị giật, còn mình đeo như vậy không bao giờ giật được. Biết không nào mà giật đúng không mọi người, đúng không? Đúng nhận sai cãi nha. Ôi là trời, sao nó đẹp dữ vậy? Con công nè, cái này là trái tim. Em đứng em bỏ đẹp chứ. Trời ơi là trời. Chứ đâu bà con hiện tại đang khoe với bảy bóng đây. Đẹp quá nè, cận cảnh cho mọi người thấy nè. Có chữ gì trên này thế nè. Ôi chứ bảy bóng luôn. Bảy bóng luôn.